Vâng, Sokha ha, xin chào bác nhá. Thì hôm nay bên em tiếp tục test cái mẫu bơm. Thì ra mẫu bơm này bên em đã test rồi, đã làm rồi. Cái đây cũng khoảng ở 4 3 4 tháng. Đấy, cái mẫu bơm này thì hôm nay em sẽ test lại nó với đây, các bác nhìn này. Đấy, một cái nhân vật mới này. Con này là con bộ điều tốc 12V. 12 60V. Đấy. Để điều tốc cho con này. Thì tại sao bộ này em sẽ test lại, tại sao? Tại vì là em thấy cái độ khả dụng của cái mẫu 12V bơm có chổi than này nhá, đây là có chổi than này, nó cái độ khả dụng và độ hiệu quả kinh tế nó khá chi là cao, nên em sẽ tiếp tục phát triển cái mẫu này. Đấy, thì ở đây hiện tại em đang thử bằng cái bộ này, gọi là bộ điều tốc đi, bộ điều tốc đó, em làm như này. Thì ở đây vẫn là cái bình 12V. Bình 12V, con này bình 12V của em này, đóng pin lithium. Thì cái mẫu này vừa rồi đợt trước ấy, em làm ấy, thì là không có bộ điều tốc này. Bơm thì nó rất là khỏe, nhưng nó ăn dòng rất là cao, nó khoảng 25A, mà 25A mà con này công suất nó là 250W thôi. Dòng chịu đựng của nó là 16A, mà mình cho lên ăn 25A thì nó chạy khoảng nửa tiếng thôi, là 15 phút thôi là nó nóng ran rồi, cái này sờ vào này bỏng tay luôn này. Đấy, nhưng mà có điều tốc này mình có thể điều chỉnh được cái dòng ăn của nó. Mình cho ăn khoảng tầm 15A là chạy vài tiếng vô tư rồi, nó chỉ ấm ấm thôi, nó không vấn đề gì. Đấy, 15A nhá. Còn nếu như mà bác chạy 10A thì bác chạy cả ngày thoải mái. Đấy, thì nó rất chi là nhỏ gọn và nó đây, nó bé như này thôi này. Đấy, nhưng mà nó các bác dùng mang cái bình sách cái bình AQ 100A ra ngoài ruộng, mà vườn ấy, ruộng ấy tưới, mà tưới ăn cái dòng 10A thì chạy được khoảng tầm 8 tiếng, mà 8 tiếng ấy thì nó rất là nhiều nước. Nói chung là bơm từ sáng đến trưa là xong cái ruộng rồi đấy, mà nó rất là nhỏ gọn này, không như máy xăng máy dầu nó giật nổ rất là khó, với cả nó để lâu không dùng nó cũng tự nó hỏng đấy, nhất là những cái đồ hàng mà giá rẻ ấy. Còn con này động cơ điện ấy, thì là nó bác để thoải mái vài năm nó đấu lại vẫn lại chạy bình thường, nó không phải bảo trì bảo dưỡng gì cả đó. Thì bây giờ em sẽ test luôn, em giờ em đấu nối đây. Ở đây có bình AQ này, đồng hồ đo điện này, bộ điều tốc này, đầu bơm này, giờ em sẽ đấu nối và sẽ chạy thử xem là cái ngưỡng nó ăn khoảng 10A 15A thì nó lượng nước nhào nhá. Ok bác. Vâng các bác này, em vừa mới kết nối xong thì trời nó lại mưa này. Đấy, trời mưa nhưng sao em test vẫn test được. Đấy, bây giờ em sẽ bật điện nhá, đậy cái này cho đỡ mưa vào rồi, và bạn vặn này. Đây là vẫn rất là khỏe, đây là em vặn hết công suất nhá. Đấy, thì trước kia kìa em vặn hết công suất này, này thì chạy được khoảng khoảng 15 20 phút thôi thì nó rất là nóng, nên là không nên như này nhá. Bác không nên chạy như này. Bây giờ đây, em bỏ cái ra. Bây giờ em sẽ đo cái dòng. Đo dòng khi nó chạy hết công suất nhá. Xem nó ăn khoảng bao nhiêu A. Đây. 25A này. Đấy, 26A này. Như này là nó đang bị quá tải này. Mình không nên chạy như này. Đây, em sẽ vặn vặn lại chiếc áp nhá, cho dòng xuống này. Đấy, vặn lại chiếc áp dòng ăn xuống này. Mình chỉ cần cho nó ăn khoảng 15A là được rồi. Được. Đấy. Để ăn 15A. Như 15A thì nó khá chi là yếu. Thì con này, nghe con động cơ này nó công suất nó thiếu nhá. Phải dùng con 500W lên thì nó mới chạy khỏe được. Đấy, ăn 18A. 18A thì nó sẽ là như này. Đó.
Thì xem cái điện áp của nó bao nhiêu vôn nha bác nhá. 18A con này khoảng 8V. Đó. Thì đây, nếu dùng thì các bác nên có cái điều tốc này. Đấy, như con dòng công suất nó 250W này này. Thì các bác vặn điều tốc ở cái ngưỡng nó ăn như này thôi. Đấy, ăn như này thôi. Lượng nước ra như này bác tát ruộng thì nó cũng lâu hơn máy xăng, nó sẽ lâu hơn máy xăng, nhưng mà về vấn đề tiết kiệm điện và cái gì nhỉ, cái hiệu suất của nó ấy, như này bác chạy liên tục được. Một cái bình khoảng 100A chạy khoảng gần 10 tiếng như thế này thì ra em đo hiệu suất nó sẽ chạy được 6 tiếng như này, 6 tiếng vì nó ăn này ăn khoảng 15A rồi. Đây bao nhiêu này? Đấy, nó ăn khoảng 12A. 12A. Đó. Nếu như 12A như này nó xả, ví dụ bình 100A thì nó xả được khoảng 8 tiếng. 8 tiếng lượng nước này các bác ơi. Ống này là ống 76 nhá. Đấy, cũng rất triển lớn luôn. Đấy, dùng con này đi tát ruộng. Ta ruộng tưới nước thì nó rất là ok. Đấy. Đây. Nó đang ăn 12A nhé. 12A này. Đấy. Thế còn ví dụ như là mình chạy cho hết công suất lên ấy. Nó nén tải lên này. Đấy bao nhiêu? Thì ăn tận 26A cơ. Đấy, nó ăn như này thì là máy nó sẽ nóng vì công suất này con này không đủ. Con này có 250W thôi. Mình cho nó ăn khoảng 16A, 15A thôi. Đấy. Chỉ cần dịu dịu này thôi này. Chạy rất là bền. Mà động cơ không bị nóng nhá. Đấy, không bị nóng. Đó, thì video này em test nhanh như vậy thôi. Các bác nào có nhu cầu tìm hiểu hay là nhu cầu sử dụng cái mẫu như này, nhỏ gọn, động cơ điện 12V, 250W như này thì có thể alo trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ tư vấn hỗ trợ các bác. Mà bác muốn làm thì có thể alo trực tiếp bên em sẽ cũng hướng dẫn cho bác về cách làm. Thực ra cái này có đồ thì sẽ làm được nhá. Đấy. Vâng. Xin chào các bác. Chúc bác một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Vâng, xin chào các bác.